70 triệu bảng và Marcus Rashford sẽ bị bán ngay vào luôn. Đây được cho sẽ là một con số đủ lớn, mở ra cơ hội với bất cứ đội bóng nào muốn thuyết phục Manchester United bán đi poster boy của mình. Một cuộc đại tu cực kỳ mạnh mẽ đang là những điều nhen nhóm tại Old Trafford trong khi chuyển nhượng mùa hè đầu tiên giới chủ Ineos lên nắm quyền. Rashford có thể là một trong những biểu tượng của Carrington, của chính Manchester United trong những năm qua. Nhưng giờ đây, khi phong độ đã giảm sút, hình tượng cũng đánh mất với những cuộc vui say xỉn và có cảm giác đã không còn đủ sức nặng gánh vác trọng trách đầu tàu cho MU. Marcus Rashford đang phải đối diện với việc bị đưa vào danh sách những người có khả năng ra đi vào mùa hè này tại quỷ đỏ thành Manchester. Trước khi đến với nội dung chính ngày hôm nay, nhớ để lại một like và một subscribe cho ekip Believe in My Anh Tài nha. Còn giờ, chúng ta vào nội dung chính thôi. Cách đây ít giờ, tờ The Telegraph đã đưa tin về việc MU sẵn sàng ngồi lên bàn đàm phán với bất cứ đội bóng nào muốn có được sự phục vụ của Marcus Rashford nếu như nhận được lời đề nghị giàu sức nặng khoảng 70 triệu bảng. Trong trường hợp mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi và suôn sẻ, MU kỳ vọng sẽ thu về cho mình một con số lớn hơn, rơi vào khoảng 90 đến 100 triệu bảng. Nếu như có một câu lạc bộ nào đó sẵn sàng chi ra mức phí chuyển nhượng khổng lồ này để thúc đẩy thương vụ đi đến thành công, Marcus Rashford cũng sẽ là cái tên lập nên kỷ lục chuyển nhượng cho quỷ đỏ. Trong lịch sử, lò đào tạo trẻ của MU từng cho ra mắt không ít những tài năng sáng giá. Dẫu vậy, việc bán các cầu thủ này đi với một mức giá cao là điều MU chưa thể làm được. Kỷ lục hiện nay về số tiền chuyển nhượng thu về đối với một cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington mang về cho MU đang thuộc về Danny Welbeck khi tiền đạo người Anh khi đó chuyển từ Arsenal với giá 15 triệu bảng. Như vậy, nếu Rashford được ra đi theo mức giá dự kiến, anh sẽ trở thành cầu thủ tự đào tạo được bán với mức giá cao nhất trong lịch sử quỷ đỏ. Với việc Sir Jim Ratcliffe lên nắm quyền tại đội bóng chủ sở Old Trafford, mang theo tham vọng phục hưng nửa đỏ thành Manchester, ông dự kiến sẽ có rất nhiều thay đổi ở cả giới thượng tầng, đến bà huấn luyện và thậm chí là các cầu thủ. Theo như các thông tin đồn đoán, MU mùa hè này sẽ chỉ có 3 cái tên không thể đụng chạm đến, đó là Alexandro Garnacho, Rasmus Højlund và Kobbie Mainoo. Còn lại, tùy theo mức độ quan trọng mà những cái tên khác đều có thể bán đi nếu ban lãnh đạo quỷ đỏ nhận được lời đề nghị hợp lý. Thực tế, dù sẵn sàng đặt Marcus Rashford lên kệ hàng, nhưng ưu tiên của MU vẫn là giữ chân cầu thủ mang áo số 10 của mình và tìm ra giải pháp nhằm giúp anh lấy lại được cảm giác chơi bóng tốt nhất. Theo những thông tin được đăng tải của tờ The Sun, trong thời gian tới đây, Marcus Rashford sẽ có cuộc nói chuyện trực tiếp với ông chủ của Ineos để làm rõ xoay quanh chủ đề tương lai của bản thân. Nguồn tin này cũng cho biết thêm, trong cuộc gặp gỡ tới đây, Sir Jim Ratcliffe mong muốn tìm hiểu rõ những vấn đề mà Rashford đang gặp phải dẫn đến nhiều khó khăn trong thời gian qua, qua đó tìm ra hướng giải quyết và lấy lại sự tự tin cho tiền đạo người Anh. Theo quan điểm đến từ giới thượng tầng tại Old Trafford, tài năng của tiền đạo sinh năm 1997 là rất lớn và tin tưởng rằng nếu có thể thi đấu trong một điều kiện tốt nhất, Rashford hoàn toàn có thể mang đến đóng góp quan trọng và trở thành biểu tượng hàng đầu tại nửa đỏ thành Manchester. Về phía bản thân mình, Marcus Rashford cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng từ thuở nhỏ của mình. Anh được cho là có một số vấn đề với huấn luyện viên trưởng của đội bóng và đang cố tỏ ra thiện chí để giải quyết các câu chuyện ngoài lề với huấn luyện viên Erik ten Hag. Trước đó mùa giải năm nay, cầu thủ 27 tuổi được cho là đã không ít lần khiến ten Hag cảm thấy thất vọng. Phong độ chạm đáy trên sân cỏ là một chuyện, mặt khác, cầu thủ này lại thường vướng vào những chuyện thị phi ngoài sân cỏ. Cầu thủ người Anh đã bị phát hiện tham dự một buổi tiệc ngay sau thất bại 0-3 trước Man City hồi tháng 10 và ngay lập tức phải nhận về án kỷ luật nội bộ. Nhưng chưa dừng lại ở đây, đến tháng 1 năm nay, Marcus Rashford đã bỏ lỡ buổi tập cùng toàn đội vì say xỉn ở một hộp đêm ở Belfast. Sau mùa giải trước tỏa sáng rực rỡ giúp Manchester United cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc, Rashford đã ngay lập tức được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới tới tận mùa hè năm 2028 cùng mức đãi ngộ cao nhất đội bóng. Anh hiện đang hưởng mức lương lên đến 325.000 bảng mỗi tuần. Dẫu vậy, đến với mùa giải này, màn thể hiện của Rashford lại cực kỳ đáng thất vọng. Khi mùa giải 2023-2024 đã đi tới giai đoạn cuối cùng, số lần mà tiền đạo của Quỷ Đỏ có thể làm rung mảnh lưới đối phương mới chỉ đang dừng lại ở con số 8 bàn thắng. Đây rõ ràng là thống kê cực kỳ khiêm tốn đối với một cầu thủ được coi là chủ chốt, thi đấu tiền đạo và có thời gian ra sân rất nhiều ở một đội bóng lớn như MU. Ở mùa bóng năm nay, Rashford đã được huấn luyện viên Erik ten Hag sử dụng với quãng thời gian lên đến gần 3.000 phút, đứng thứ 5 trong danh sách những người được chơi nhiều nhất trong toàn đội. Tuy vậy, hiệu suất mà tuyển thủ tam sư mang tới cho hàng công Quỷ Đỏ chỉ dừng lại ở mức 0.28 bàn thắng và 0.08 kiến tạo sau mỗi 90 phút.
Đây đều là những thống kê cho thấy sự hụt hơi rất nhiều của chính cầu thủ này. Đồng thời, con số thống kê kể trên cũng là thành tích tệ nhất của Rashford trong vòng 7 năm qua. Sự đáng sợ mà người hâm mộ từng được nhìn thấy mỗi khi Rashford vung chân, giống như mùa giải năm ngoái, giờ đây đã không còn nữa. Trung bình mỗi trận đấu, tiền đạo này chỉ có thể tạo ra 0,84 cú sút đi trúng mục tiêu, con số thấp nhất xuyên suốt sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Marcus Rashford. Với tình cảnh đang phải nhận nhiều chỉ trích, là ó tới từ chính các cổ động viên nhà, kèm với những việc niềm cảm hứng chơi bóng đã dần mất đi, cũng như vấn đề thái độ liên tiếp bị đặt dấu hỏi. Việc Marcus Rashford chuyển đi có lẽ phần nào đó cũng là một điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ở phía bên ngoài, hiện đang có rất nhiều tin đồn xoay quanh các bến đỗ tiềm năng sẵn sàng đưa Marcus Rashford về thi đấu. Theo tờ Team Talk, pháo thủ Arsenal đang theo dõi sát sao tình hình của tiền đạo người Anh, với mong muốn có thể đưa tiền đạo này về Emirates nhằm gia tăng sức mạnh trên hàng công của đội bóng. Trong các kỳ chuyển nhượng gần đây, giới thượng tầng của pháo thủ đã tỏ ra mạnh tay hơn để sẵn sàng mang về những bản hợp đồng chất lượng. Và theo các báo cáo, 70 triệu bảng là con số hoàn toàn có thể chấp nhận được với đội bóng đến từ thủ đô London. Hiện tại, Leandro Trossard và Gabriel Martinelli đang là hai cầu thủ thay phiên nhau đảm nhận hướng tấn công bên phía hành lang cánh trái cho huấn luyện viên Mikel Arteta. Dẫu vậy, bộ đôi này được cho là vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp hàng đầu đúng như những gì mà vị huấn luyện viên người Tây Ban Nha mong muốn. Bên cạnh đó, ở vị trí trung phong, tương lai của Gabriel Jesus cũng đang bị đặt rất nhiều dấu hỏi. Marcus Rashford là cầu thủ tương đối đa năng khi có thể chơi ở vị trí tiền đạo cánh lẫn tạo ra đột biến ở phía trong vòng cấm. Bởi vậy, nếu cập bến sân Emirates, Marcus Rashford hứa hẹn cũng sẽ có cho mình một chỗ đứng và có thể mang đến nhiều đóng góp cho pháo thủ thành London. Một câu lạc bộ khác từ lâu cũng đã để mắt tới Rashford, đó là Paris Saint-Germain, cũng sẽ là điểm đến mà tiền đạo sinh năm 97 có thể tham khảo. Mùa hè này, Kylian Mbappe sẽ rời đi và 99% điểm đến sẽ là đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid. Khi đó, gã nhà giàu nước Pháp thực sự cần bổ sung một cầu thủ chất lượng nhằm chám vào vị trí tiền đạo cánh trái mà cậu bé vàng nước Pháp để lại. Ở thời điểm này sẽ rất khó để có thể nói rằng Marcus Rashford đủ tầm để sánh ngang với Mbappe và có thể khỏa lấp sự thiếu vắng của đội trưởng tuyển Pháp tại PSG. Dẫu vậy, với tốc độ, khả năng dây dắt và dứt điểm quyết đoán của mình, đây là những phẩm chất PSG rất cần ở Rashford để duy trì được lối chơi và bộ kỹ năng tấn công quen thuộc đã được họ xây dựng trong vài năm vừa qua. Nếu như có thể bán đi Marcus Rashford trong mùa hè năm nay, về phía đội bóng chủ quản Manchester United cũng sẽ có thêm nguồn tiền khá lớn nhằm tái đầu tư vào vị trí của mình. Trên thị trường chuyển nhượng, các tin đồn cũng đang cho rằng MU đang ngắm sẵn những cái tên có thể mang về thay thế Rashford trong trường hợp cầu thủ 27 tuổi rời đi như là Rafael Leao, Michael Olis hay là Vitor Kvaratskhelia, Pedro Neto hay thậm chí là cả Rafinha. Tuy vậy, trước mắt, cả đôi bên sẽ cần ngồi lại với nhau để tìm ra tiếng nói chung trong thương vụ dự kiến sẽ tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông. Ở độ tuổi 27, Marcus Rashford đang trải qua giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời cầu thủ. Tài năng của tiền đạo mang số 10 tại nhà hát của những giấc mơ là điều ít ai có thể phủ nhận. Tuy vậy, tâm lý của cầu thủ này lại thường cho thấy những vấn đề khi anh hiếm khi giữ được phong độ ổn định. Đây cũng được coi là rào cản lớn nhất khiến tuyển thủ tam sư chưa thể vươn tới đỉnh cao trong sự nghiệp. Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè này, anh sẽ đứng trước một trong những sự lựa chọn quan trọng nhất, quyết định trực tiếp đến sự nghiệp của mình. Ở lại MU để khẳng định bản thân hay tới một phương trời mới để tìm lại niềm cảm hứng chơi bóng từng có? Câu trả lời chắc chắn sẽ phụ thuộc vào chính quyết định của Marcus Rashford.